Chào các em học sinh lớp 9, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong bài số 44 ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật. Ở những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu ảnh hưởng của ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm lên đời sống của sinh vật. Và mình rút ra được kết luận rằng tất cả các cái nhân tố sinh thái vô sinh như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm nó đều ảnh hưởng đến đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý của cơ thể sinh vật. Vậy thì giữa các cái nhân tố hữu sinh nó có tác động đến đời sống của các sinh vật hay không? Hay nói cách khác, mỗi sinh vật sống trong môi trường nó đều chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi cả cái loài sinh vật xung quanh nó. Vậy thì giữa các loài sinh vật với nhau nó có những mối ảnh hưởng như thế nào qua lại với nhau? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở phần đầu tiên, đó là mối quan hệ cùng loài. Chúng ta cùng quan sát hai hình ảnh. Hình ảnh thứ nhất là một rừng thông và hình ảnh thứ hai là một đàn voi rừng. Chúng ta biết là các sinh vật cùng loài nó sống gần nhau, liên hệ với nhau và hình thành nên nhóm cá thể. Nhóm cá thể ở thực vật mình có thể gọi là nhóm cây, rừng cây. Nhóm cá thể ở động vật mình có thể gọi nó là đàn, là bầy. Và các sinh vật trong một nhóm thì nó thường có hai mối quan hệ qua lại lẫn nhau, đó là hỗ trợ lẫn nhau hoặc là cạnh tranh lẫn nhau. Chúng ta quan sát hình ảnh tiếp theo, đó là các cây thông mọc gần nhau ở trong rừng. Và một hình ảnh là cây thông nó đứng riêng lẻ, nó bị gió thổi nghiêng về một bên. Khi quan sát hình ảnh về rừng thông và cây thông nó sống riêng lẻ thì cái mà đập vào mắt mình đầu tiên các em sẽ thấy được, đó là hình dạng bên ngoài của cây. Cây thông nó sống thân rừng, nó có xu hướng mọc thân cao, các cành nó tập trung ở phần ngọn. Lý do vì sao ở bài ảnh hưởng của ánh sáng mình đã giải thích rồi. Cây thông nó đứng riêng lẻ, thân nó không mọc thẳng mà nó mọc nghiêng về hướng gió thổi. Vậy thì thực vật khi có gió bão, thực vật nó sống thành nhóm và thực vật sống riêng lẻ, nó khác nhau ở điểm nào? Qua hai hình ảnh này mình sẽ thấy được là thực vật nếu nó sống thành nhóm nó sẽ giúp nhau cản bớt sức gió và cây nó sẽ không bị ngã đổ. Còn đối với cây thông nó sống riêng lẻ thì khả năng cản sức gió của nó kém đi và cây nó sẽ nghiêng về một bên theo hướng gió. Thì đó là hình ảnh cho chúng ta thấy được là trong mối quan hệ cùng loài giữa nhóm cây thông với nhau. Và hình ảnh thứ hai, hình ảnh này nói đến hiện tượng hỗ trợ cùng loài ở thực vật. Đầu tiên mình sẽ thấy được là cái hiện tượng liền rễ ở cây thông nó mọc gần nhau. Hiện tượng này là hiện tượng khá phổ biến giữa các cá thể thực vật cùng loài, là rễ của các cây nó sống gần với nhau, nó nối liền với nhau. Những cá thể này nó có quan hệ trao đổi chất rất chặt chẽ với nhau. Như hình B mình thấy được một cây thông bị chặt phần trên mặt đất. Nếu một cá thể bị chặt phần thân cây thì bộ rễ còn lại của nó vẫn có khả năng hút nước, hút mùi khoáng trong đất, và nó sẽ dựng truyền sáng các cái cây bên cạnh mà rễ của nó được liền nhau. Đồng thời, rễ của cây bị chặt nó vẫn nhận được đủ chất hữu cơ cần thiết từ cái cây không bị chặt bên cạnh. Và các cây này nó có hiện tượng liền rễ, nó sinh trưởng nhanh hơn các cái cây nó sống riêng lẻ và nó có khả năng chịu hạn tốt hơn. Vậy thì trong tự nhiên, các loài động vật nó sống thân bay đàn, nó có lời gì? Ví dụ đàn voi rừng, đàn sửa đầu đỏ. Quan sát đàn voi rừng thì các em sẽ thấy được là cả con voi đầu đàn, cả con voi lớn, cả con voi trưởng thành thì nó di chuyển xung quanh các cái con voi con. Bởi vì một lý do, khi sống thân bay đàn thì giữa các cá thể trong loài nó có khả năng tự vệ, giúp nhau chống kẻ thù, giúp nhau cùng tìm kiếm thức ăn tốt hơn. Vậy thì khi các loài nó sống trong điều kiện sống bất lợi như là trong môi trường thiếu thức ăn hoặc là thiếu nơi ở, hay là trong môi trường sống mà số lượng cá thể tăng quá cao, hay là tỷ lệ con đực con cái nó không hài hòa dẫn đến sự cạnh tranh giành lẫn nhau giữa con đực và con cái,
thì các cá thể trong nhóm nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là cạnh tranh gay gắt, và kết quả là sẽ có một số cá thể nó tách khỏi đàn, nó tách khỏi nhóm. Ví dụ như trong hình ảnh là sự cạnh tranh giữa các cá thể trong loài kangaroo hay là chim sáo, thường thường là cạnh tranh con đực con cái hay là cạnh tranh thức ăn là chính. Nói đến hiện tượng cạnh tranh trong mối quan hệ cùng loài thì chúng ta sẽ cùng suy nghĩ để trả lời cái câu hỏi sau. Ở đây cả hãy tìm câu đúng trong các câu sau. Thứ nhất, hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm tăng khả năng cạnh tranh giữa các cá thể. Thứ hai, hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm cho nguồn thức ăn cạn kiệt nhanh chóng. Hay là thứ ba, hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm giảm nhẹ cạnh tranh giữa các cá thể và hạn chế sự cạn kiệt nguồn thức ăn trong vùng. Thì đáp án nào là đáp án đúng nhất? Thì rõ ràng trong câu hỏi này, đáp án đúng nhất của chúng ta sẽ là đáp án số 3. Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm nó sẽ giúp là giảm cạnh tranh giữa các cá thể, giảm cạnh tranh về thức ăn, về nơi ở, và nó hạn chế sự cạn kiệt nguồn thức ăn trong môi trường sống. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về cả các mối quan hệ cùng loài, nên biết là các sinh vật cùng loài nó sống gần nhau và liên hệ với nhau tạo thành nhóm cá thể, và trong một nhóm cá thể nó có thể có mối quan hệ hỗ trợ các sinh vật được bảo vệ tốt hơn, kiếm được nhiều thức ăn hơn. Và trong một nhóm cá thể như vậy nó cũng có mối quan hệ cạnh tranh nhằm ngăn ngừa gia tăng số lượng cá thể và sự cạn kiệt nguồn thức ăn của môi trường. Thì đó là nội dung mà các em cần nắm được trong cái phần thứ nhất, quan hệ cùng loài. Vậy thì khi tìm hiểu về các mối quan hệ cùng loài, người ta vận dụng vào trong cái hoạt động trồng trọt chăn nuôi như thế nào để giúp giảm cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài và tăng năng suất trồng trọt chăn nuôi. Thì cả lưu ý một điều là trong trồng trọt, để giảm cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài thì mình phải trồng nó với một mức độ thích hợp, và khi cây nó sinh trưởng phát triển tốt thì mình cần tỉa thưa đúng lúc hợp lý. Đồng thời mình cần chăm sóc đầy đủ và tạo điều kiện cho cây nó phát triển tốt, tạo năng suất cao. Còn trong chăn nuôi thì không nên nuôi đàn quá đông, bởi vì nhu cầu về thức ăn, chỗ ở nó sẽ thiếu, ô nhiễm môi trường nó sẽ tăng. Và khi mà trong chăn nuôi, khi đàn vật nuôi quá đông thì chúng ta cần tách đàn, cần cung cấp đủ thức ăn và vệ sinh môi trường sống một cách phù hợp nhất để tạo điều kiện cho vật nuôi nó sinh trưởng phát triển tốt, mình mới thu lại được năng suất trồng trọt, năng suất chăn nuôi cao. Giữa các cá thể cùng loài nó có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau và cạnh tranh lẫn nhau. Vậy thì giữa các cá thể khác loài nó có những mối quan hệ nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp phần tiếp theo, các cái mối quan hệ khác loài. Trong các mối quan hệ khác loài thì có mối quan hệ hỗ trợ và mối quan hệ đối địch. Trong mối quan hệ hỗ trợ, nó có thể hỗ trợ theo kiểu cộng sinh, hỗ trợ theo kiểu hồi sinh. Trong mối quan hệ đối địch giữa các loài với nhau, có mối quan hệ cạnh tranh khác loài, ký sinh nữ ký sinh, hay là mối quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác. Vậy thì giữa các cái mối quan hệ hỗ trợ và đối địch khác loài này nó có đặc điểm như thế nào? Mình sẽ cùng nhau tìm hiểu ở cái bảng các mối quan hệ khác loài. Trong mối quan hệ cộng sinh, lưu ý một điều, cộng sinh là sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật. Ví dụ như cộng sinh giữa hai loài thì rõ ràng là cả hai loài cùng có lợi. Còn trong mối quan hệ hồi sinh, đó là sự hợp tác giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có lợi, còn bên kia không có lợi cũng không có hại. Thì đó là đặc điểm của mối quan hệ hỗ trợ cộng sinh và hồi sinh. Trong mối quan hệ đối địch kiểu cạnh tranh là các loài sinh vật khác nhau, nó giành nhau thức ăn, nơi ở, các điều kiện sống khác nhau của môi trường, và các loài nó kìm hãm sự phát triển của nhau. Mối quan hệ ký sinh và nửa ký sinh, đó là mối quan hệ sinh vật nó sống nhờ trên cơ thể sinh vật khác và nó lấy các cái chất dinh dưỡng từ sinh vật đó, từ vật chủ. Mối quan hệ sinh vật ăn sinh vật nó gồm các trường hợp như là động vật ăn động vật,
động vật ăn thực vật và cả mối quan hệ thực vật ăn động vật. Để hiểu rõ hơn cả cái mối quan hệ khác loài, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, phân tích các cái ví dụ để tìm ra cái mối quan hệ giữa các cái loài sinh vật. Ở đây có 10 ví dụ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích để xác định cái mối quan hệ giữa các cái loài này. Trong ví dụ thứ nhất, đó là mối quan hệ giữa hai loài. Giữa hai loài đó là nọng và tảo. Ở địa y, các sợi nọng nó hút nước, hút mùi khoáng từ môi trường, nó cung cấp cho tảo. Và tảo nó hấp thu nước, mùi khoáng và năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp nên chất hữu cơ. Trong mối quan hệ này, cả nọng và tảo đều sử dụng các cái sản phẩm hữu cơ do tảo tổng hợp nên. Như vậy là trong mối quan hệ này thì cả hai loài nó đều có lợi. Và mình biết rồi, trong hai mối ở đây đó là mối quan hệ cộng sinh giữa nọng và tảo. Ví dụ thứ hai, trên một cánh đồng lúa khi cỏ dại phát triển, năng suất lúa giảm. Thì trong ví dụ này mình sẽ thấy rõ mối quan hệ giữa hai loài này. Khi cỏ dại phát triển, năng suất lúa giảm, có nghĩa là cỏ dại nó kìm hãm sự phát triển của lúa. Cho nên đây là mối quan hệ cạnh tranh giữa lúa và cỏ dại. Ví dụ thứ ba, hươu, nai và hổ nó cùng sống trong một cánh rừng. Số lượng hươu, nai nó bị khống chế bởi số lượng hổ. Thì rõ ràng là cả ba loài sinh vật này nó tranh nhau về thức ăn, nơi ở và các điều kiện sống của môi trường. Và ở đây hổ nó sẽ kìm hãm sự phát triển số lượng của hươu và nai. Cho nên đây là mối quan hệ cạnh tranh của địch giữa hươu, nai và hổ. Đồng thời có luôn hiện tượng là sinh vật ăn sinh vật khác, đó là hổ nó ăn thịt hươu nai. Trong mối quan hệ tiếp theo, mối quan hệ giữa rừng sống trên da trâu bò. Chúng sống được là nhờ vào hút máu của trâu bò. Thì trong mối quan hệ mà sinh vật sống nhờ trên cơ thể sinh vật khác lấy chất dinh dưỡng từ cơ thể sinh vật chủ, mình biết đó là mối quan hệ đối địch, ký sinh, nửa ký sinh. Ví dụ tiếp theo là địa y, nó sống bám trên cành cây. Trong mối quan hệ này, đó là sự hợp tác giữa hai loài, thực vật và địa y. Trong đó, một bên có lợi là địa y và bên không có lợi cũng không có hại là cơ thể thực vật. Cho nên đây là mối quan hệ hỗ trợ kiểu hồi sinh. Ví dụ tiếp, đó là mối quan hệ giữa cá ép và rùa biển. Cá ép nó bám vào rùa biển, nhờ đó cá ép nó được đưa đi xa. Thì trong mối quan hệ này, cá ép khi nó sống bám vào cơ thể rùa biển thì rùa biển di chuyển, nó sẽ đem cá ép di chuyển theo. Và khi rùa biển nó tìm kiếm được thức ăn thì cá ép nó cũng sẽ được sử dụng những cái mảnh vụn thức ăn do dư thừa do rùa biển kiếm được làm thức ăn của bản thân nó. Và trong mối quan hệ này thì cá ép nó cần đến sự giúp đỡ của rùa biển, còn rùa biển thì nó sẽ không có lợi cũng không có hại gì cả. Đây là mối quan hệ hỗ trợ giữa rùa biển và cá ép kiểu hồi sinh. Hình ảnh tiếp theo đó là dê và bò cùng ăn cỏ trên một cánh đồng. Thì khi dê và bò nó cùng ăn cỏ trên một cánh đồng thì nó sẽ tranh giành nhau thức ăn và các điều kiện sống trên cánh đồng này. Và hai loài này nó sẽ kìm hãm sự phát triển của nhau. Cho nên đây là mối quan hệ đối địch kiểu cạnh tranh. Trên hình là cái vòng đời của dung đũa. Mình biết dung đũa nó sống ký sinh ở trong ruột người. Và trong mối quan hệ này, dung đũa nó sống nhờ vào cơ thể người, nó lấy chất dinh dưỡng từ cơ thể người để nuôi sống nó. Và đây là mối quan hệ đối địch kiểu ký sinh và nửa ký sinh. Một mối quan hệ nữa các em đã tìm hiểu được ở lớp 6, đó là vi khuẩn cổ đình đàm nó sống trong nốt sừng ở rễ cây hòa đậu.
Trong mối quan hệ này thì vi khuẩn cố định đạm nó có lợi bởi vì nó có môi trường sống lý tưởng của nó, và cái rễ cây họ đậu nó cũng là loài có lợi bởi vì nó được vi khuẩn cố định đạm ký sinh trong rễ nó, và nó giúp cái cây họ đậu nó có thể hấp thu được cái lượng đạm ở môi trường sống, và đây là quan hệ hỗ trợ kiểu cộng sinh. Ví dụ cuối cùng đó là hình ảnh cái cây nắp ấm và cây gồng vỏ nó bắt côn trùng. Ở đây nó đến cái mối quan hệ ăn thịt giữa thực vật và động vật, là mối quan hệ đối địch sinh vật ăn sinh vật ra. Và trong các cái mối quan hệ khác loài thì chúng ta chốt lại nó có quan hệ hỗ trợ, đó là mối quan hệ có lợi hoặc ít nhất là không có hại, và có hai kiểu quan hệ chính đó là cộng sinh và hồi sinh. Thứ hai đó là mối quan hệ đối địch khác loài, là mối quan hệ mà một bên có lợi và một bên có hại, hoặc là cả hai bên cùng bị hại, như là mối quan hệ cạnh tranh, kỹ sinh ngựa kỹ sinh, hay là sinh vật ăn sinh vật khác. Đó là nội dung chúng ta chốt lại ở phần quan hệ khác loài. À, bây giờ có một cái hình ảnh một con trâu, một đàn chim và con rừng giun sản và cỏ. Quan sát bức tranh này và xác định xem trong bức tranh này có những mối quan hệ khác loài nào. Gợi ý là mối quan hệ giữa trâu và cỏ, quan hệ giữa chim và trâu, rừng bét và trâu, chim và rừng bét, giun sản và trâu. Rõ ràng trong mối quan hệ thứ nhất, mối quan hệ giữa trâu và cỏ, đó là mối quan hệ động vật ăn thực vật. Trong mối quan hệ giữa chim và trâu thì mình thấy đó là quan hệ hợp tác. Chim nó sẽ giúp trâu, nó đuổi những cái con rừng, con bé, hay là những cái nó giúp trâu làm sạch cơ thể của nó. Mối quan hệ giữa rừng bét và trâu, rõ ràng rừng bét nó sẽ hút đi chất dinh dưỡng trên cơ thể trâu, cho nên đây là mối quan hệ là động vật ăn thịt và con mồi, là mối quan hệ giữa chim và rừng bét. Giữa rừng bét và trâu đó là mối quan hệ ký sinh và ngựa ký sinh. Giun sản và trâu rõ ràng rồi cũng là mối quan hệ ký sinh. Tiếp theo mình sẽ quan sát một số hình ảnh nói về mối quan hệ khác loài. Ví dụ như là kiến võng nó tiêu diệt sâu hại lá cam, hay là ong mắt đỏ nó diệt sâu đục thân lúa. Thì đây là hai hình ảnh mà quen thuộc và người ta vận dụng cái mối quan hệ khác loài trong nông nghiệp. Đó là con người đã lợi dụng mối quan hệ giữa các loài sinh vật khác nhau, và người ta sử dụng các loài sinh vật có ích để tiêu diệt các loài sinh vật có hại. Cái này ở lớp 7 chúng ta đã tìm hiểu kỹ rồi, đó là biện pháp đấu tranh sinh học, và lợi ích của biện pháp này là nó không gây ô nhiễm môi trường. Như hai cái ví dụ như là kiến võng tiêu diệt sâu hại lá cam, hay là ong mắt đỏ tiêu diệt sâu đục thân ở lúa, và bò rùa ăn sâu cuốn lá cũng là nói về cái biện pháp đấu tranh sinh học đó, cũng như chồn ăn chuột cũng nói lên biện pháp đấu tranh sinh học mà người ta hay sử dụng trong trồng trọt. Trong ví dụ tiếp theo chúng ta nói về hiện tượng cộng sinh giữa hai loài khác nhau. Ví dụ như trong một quan hệ giữa địa y cộng sinh giữa vi khuẩn lam và nấm, mình đã phân tích ở cái ví dụ đầu tiên, thì mình còn biết thêm là quan hệ cộng sinh giữa kiến và rệp. Đây là mối quan hệ có lợi giữa cả kiến và rệp. Kiến nó chăn rệp, nó nuôi rệp bằng cách là nó đưa cả con rệp này về sống trong tổ của nó và cung cấp thức ăn cho rệp. Trong hoạt động sống của rệp, rệp nó tiết ra một chất có vị ngọt và nó là thức ăn ngược lại cho kiến. Trong mối quan hệ tiếp theo là quan hệ hồi sinh.
Như cây phong lan nó sống bám trên thân cả cây gỗ. Thế đối tượng gọi lời là cây phong lan, nó được cả cái thân gỗ này che bóng mát, cung cấp một cái nhiệt độ cũng như cái độ ẩm lý tưởng cho phong lan nó phát triển. Còn cái thân gỗ này là cái loài mà nó không có lợi cũng không bị hại. Hồi nãy mình tìm hiểu cái mối quan hệ hồi sinh giữa cá ép và rùa biển, thì bây giờ là mối quan hệ hồi sinh giữa các loài cá nhỏ nó ép chặt thân vào các loài cá lớn để dễ di chuyển và dễ kiếm ăn. Có nghĩa là cả cái loài cá lớn này nó sẽ mang cả cái loài cá ép nhỏ này di chuyển xa hơn và giúp các loài này kiếm ăn thuận lợi hơn. Hình ảnh nói lên mối quan hệ cạnh tranh giữa các cái loài động vật nó cùng sống trên một cái đồng cỏ, ví dụ như bò, như ngựa. Các loài này chủ yếu nó cạnh tranh nhau về nguồn thức ăn là cỏ, đồng thời nó còn cạnh tranh nhau về các cái yếu tố khác của môi trường sống là nơi ở. Mối quan hệ giữa sinh vật này ăn sinh vật khác hay là mối quan hệ ký sinh nửa ký sinh, như là cái tầm gửi nó sống ký sinh trên các cái thân gỗ, hay là dây tơ hồng nó sống bám trên thân các cái cây khác, bò chét nó sống ký sinh trên cơ thể chó mèo. Mối quan hệ hợp tác là mối quan hệ mà chúng ta chưa tìm hiểu ở trong các cái mối quan hệ khác loài. Mối quan hệ hợp tác, ví dụ như mối quan hệ hợp tác giữa trâu và cò ma, hay là mối quan hệ hợp tác giữa cá sấu và chim. Cá sấu nó há miệng cho một loài chim nhỏ xỉa răng làm vệ sinh răng cho nó. Mối quan hệ hợp tác nó cũng giống như mối quan hệ cộng sinh, nhưng mà hai loài nó không phụ thuộc nhau một cách chặt chẽ, không nhất thiết phải thường xuyên sống chung với nhau. Ngoài hai ví dụ như trâu và cò, cá sấu và chim ra, thì còn một ví dụ khác như là mối quan hệ giữa chim sáo và trâu, hoặc là quan hệ giữa nhàn biển và cò biển, nó làm tổ cùng nhau để hình thành nên cái tập đoàn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng quan sát một cái đoạn phim nói về mối quan hệ giữa các loài với nhau và chủ yếu là mối quan hệ hợp tác.
Qua bài học này thì dựa vào nội dung bài học, các em có thể tự trả lời được câu hỏi 1 đến câu hỏi 4 trang 134. Và ở bài 5, 45, 46, thực hành tìm hiểu về môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật, thì bài này cô khuyến khích các em tự làm ở nhà. Và ở tiết tiếp theo, các em cần chuẩn bị cho cô là đọc qua nội dung bài quần thể sinh vật. Chúng ta sẽ bắt đầu một chương mới ở buổi học tiếp theo, đó là chương về sinh thái.